cảm thấy là cái người con gái này với mình có một mối dây liên kết nào đó mà em không thể nào để cô ấy tự đi như vậy được. Cái lúc mà anh hôn em á, em nhìn anh không phải kiểu là ơ liều, nhưng mà em nhìn anh kiểu là à vậy là dính rồi. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin mời tất cả chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả. Em tên là Nguyễn Quốc Anh. Em và vợ em đều đến từ Đắk Lắk. Em là nhân viên văn phòng ở Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk, mà nghề nghiệp chuyên môn của em là kế toán. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận cùng toàn thể khán giả. Em là Bùi Thoại Thảo Ni. Em cũng đến từ Đắk Lắk. Hai vợ chồng em thì tính cách thì trái ngược nhau, nhưng mà nhiều điểm thì tương đồng nhau. Ảnh thì kế toán, còn em là kỹ sư. Kỹ sư ngành gì? Chuyên môn của em là xây dựng cầu đường. Wow, ngành gì? Như vậy quen nhau thì sao ta? Chắc là chung sớm cho nên là yêu nhau, quen nhau, cưới nhau đúng không? Quen nhau thì nó rất là ngẫu nhiên anh. Ở nhà của một người bạn hồi Tết năm ngoái anh. Là em cũng không có được biết trước. Thì em chỉ đến em tới chơi thôi. Vợ em cũng là bạn của người đó. Rồi ấn tượng đầu tiên khi mà em nhìn cô gái này? Ấn tượng đầu tiên thì em thấy cô có một cái thân hình rất là đẹp. Rồi có chủ động bắt chuyện với cổ không? Dạ, lúc đầu thì em hơi ngại anh, em hơi lúng túng, em không có bắt chuyện được. Tại vì em thì em hơi ngại với phụ nữ đẹp. Chứ mà nhát đúng không? Dạ. Thế còn em thì sao? Em có ấn tượng đẹp về anh ấy không? Thật ra thì em với ảnh là biết trước nhau là lúc học cấp 3. Là ảnh học lớp chọn, còn em là học lớp cá biệt. Ảnh là sao đỏ, còn em thì một học sinh mà không bao giờ mang dép quay hậu đi học. Toàn bị ảnh bắt. Hồi em ghét ảnh kinh khủng luôn. Nhưng mà ghét lúc đó thôi, cũng không để ý nhau. Một khoảng thời gian dài thì em về Sài Gòn học. Vô tình thì Tết năm ngoái thì bạn em nó rủ em sang nhà chơi. Thì gặp ảnh, vừa ngồi xuống bàn thì em thấy ủa, anh này sao đẹp trai dữ vậy ta. Nhưng mà có nhận ra thì là anh này em chỉ thấy ảnh là hình như quen quen. Thế em cũng giữ bình tĩnh. Em về nhà em nói mẹ em là mẹ ơi, con gặp anh kia, anh đẹp trai lắm, nhưng mà con của cái cô kia cũng đẹp đẹp lắm, con cũng không biết cô nào hết. Xong mẹ em ngồi nghỉ một hồi, cái mẹ em nói là à, con cô Hương. Cái mẹ kêu là thôi mày tỉnh lại đi rồi mày về Sài Gòn mày học đi. Cái em kêu không, năm nay con phải cưới anh đó. Lên kế hoạch luôn. Em lên kế hoạch luôn. Vậy là từ mùng 3 Tết tụi em gặp nhau thì tới mùng 5 Tết em dụ anh đi coi phim được rồi. Rồi sau khi coi phim về thì bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau? Sau khi coi phim về thì em đi làm lại, nhưng mà cái cơ quan của em thì đi làm sớm hơn, còn vợ em thì làm muộn hơn, tới mùng 9 mới đi làm lận. Và cái ngày đó thì em đi ra ngoài, em chở vợ em đi ra sân bay, đi Sài Gòn lại. Trước đây thì thực sự em cũng chưa có chở cô gái nào đi ra sân bay như vậy, nhưng mà em không biết là vì cái nguyên do đặc biệt nào mà em cảm thấy là cái người con gái này với mình có một cái gì đó mà nó có một cái mối dây liên kết nào đó mà em không thể nào để cô ấy tự đi như vậy được. Và thậm chí là em ôm em hôn một cái. Lúc đó thì cổ bất ngờ, cổ quay ra cổ nhìn một cái như vậy. Cổ nói trời ơi, ý là sao mà cái nhìn của cổ giống như kiểu là sao mà anh có thể mà mới gặp mà anh có thể anh bày tỏ từng... Còn em thì sao? Cái lúc mà anh hôn em á, em nhìn anh không phải kiểu là ơ liều, nhưng mà em nhìn anh kiểu là à vậy là dính rồi. Cái cảm nhận của chồng bị trật á, đúng không? Bị sai á. Cái kỷ niệm mà tụi em yêu nhau mà yêu xa như vậy á, kỷ niệm nó có nhiều không? Khi mà yêu xa thì cũng nhắn tin thôi anh. Lúc mà em đi ra ngoài đường á, mà có ai mà rủ em đi chơi hay như thế nào, nhất là các cô gái á, em cảm thấy có lỗi như thế nào á. Em không muốn khi mà mình đi với người khác giới, xong rồi mình đang cảm giác là thương một người khác nữa, thì mình thấy nó không nỡ. Trái tim em đã trao trọn cho người ấy rồi. Dạ. Đối với em, cái tình cảm có giống như là chồng em dành cho em không? Cái khoảng thời gian yêu xa thì em ở Sài Gòn thì em bận công việc. Em cũng không nặng lòng với ảnh nhiều như là ảnh với em. Xong sau này em mới thấy tình cảm ảnh dành cho em. Những lần mà em về mà ảnh đưa em ra xe hay là ra sân bay á, lúc nào ảnh mắt cũng rưng rưng như sắp khóc. Như là sắp là mẹ ơi mẹ đi rồi vậy. Nhìn ảnh thương lắm, lúc đó ảnh thương lắm. Xong em đi lên xe thì ảnh nhắn tin cho em là thôi mình về một nhà đi chứ anh không nỡ để em đi như vậy nữa. Bao lâu thì em mới về lại Đắk Lắk làm việc? Em mới về Đắk Lắk khoảng 2 tháng nay. Là về hẳn. Tụi em cưới nhau từ
Noel năm ngoái, nhưng mà tới tháng 6 năm nay thì em mới về. Là tụi em vừa yêu xa mà vừa cưới nhau xong cũng yêu xa luôn. Vậy thì cái tình cảm của hai em có gì gọi là khó khăn không? Về mặt địa lý, về mặt thời gian xa cách như vậy. Bọn em thương nhau lắm anh. Lúc nào mà có cơ hội là bọn em giống như là tiền lương của bọn em chỉ để book vé máy bay đi xuống chơi với nhau vậy á. Cứ cuối tuần là tìm cách là em ơi, bây giờ tuần này em vô được không, hay là để anh vô trong đó. Hay là em gặp nhau thôi, em cũng đi chơi, đi coi phim vậy thôi. Yêu kiểu đó có bị stress không? Bắt đầu lúc gần cưới á chị, lúc đó mới stress nhiều. Tại sao? Lý do? Dạ, lý do nó nằm ở chỗ là công việc của vợ em ở đây đang thăng tiến, là đang được quy hoạch lên vị trí phó giám đốc rồi. Mà bỏ ngang công việc lúc đó với lại cái môi trường Sài Gòn nữa, vợ em ở đây cũng nhiều năm rồi, cho nên là vợ em cũng tiếc. Nói là về giờ ở Buôn Ma Thuột thì không biết là có ở Đắk Lắk thì có hợp khí hậu rồi, có hợp con người, có hợp công việc hay không. Em lại về Đắk Lắk lâu quá rồi, nên là em vô đây thì em cũng chới với. Nên là tụi em cũng stress cái chuyện đó. Là không biết là nên chọn theo chồng hay là chồng chọn theo vợ. Dạ, chính xác. Đúng không? Rồi cuối cùng thì là cái giải pháp cuối cùng là em chọn theo chồng. Dạ. Vậy thì giờ về ở chung nhà 6 tháng trời, có tật xấu gì lòi ra không? Tật xấu của anh thì lúc về ở thì quá trời luôn. Quá trời luôn. Từ hồi trước thì nhìn ảnh là dễ thương, đẹp trai. Giờ về thì thấy sụp đổ hình tượng. Sụp đổ hình tượng. Điều gì? Ảnh ở dơ lắm anh. Nhìn vậy thôi chứ ảnh tắm là anh chỉ dội nước, tắm rất là nhanh. Cái bếp với cái toilet chỉ cách nhau 5 viên gạch bông thôi. Em đứng ở đây là em nghe thấy tiếng dội nước. Mà em đi từ đó tới cửa là em thấy ảnh mở cửa đi ra. Là tóc của anh thấy luôn á. Nói chung là anh đi chơi thể thao về, người có mùi chua. Anh chỉ dội nước ra. Và dội nước ra thì vẫn y có mùi chua đó. Tại vì không có dùng xà bông rồi đúng không? Dạ, không dùng xà bông, không dùng gì. Ngoài cái vị chua đó ra thì còn cái tật xấu gì nữa? Ngủ ngáy anh. Ngủ ngáy nhưng mà không tin mình ngủ ngáy. Cứ bảo em là em đổ thừa. Dựng chuyện, nói em dựng chuyện dạ. Lên. Em có ghi âm lại không? Dạ có, em quay phim luôn. Mà vẫn không tin, kêu em ghép hình. Rồi sao nữa? Ảnh có một cái đặc điểm mà cuồng đồ sale. Có một lần mà em chứng kiến thì ảnh khóc là ảnh với em đi vô mua cái shop đó mua đồ. Mua xong, tính tiền xong thì nhân viên ở đó kêu là uổng quá. Hôm qua mà anh chị mua là được giảm 50% rồi. Anh nghe vậy anh muốn xỉu xuống dưới sàn luôn chị. Xong rồi anh ra tới cửa, mắt ảnh mà em nói là sắp trào nước mắt. Anh kêu anh thề anh không bao giờ vô đây nữa. Vậy mà khoảng mấy tháng sau cũng cái shop đó mà nó sale đồng giá 150 một bộ đồ, vô mua như kiểu con nít vô nhà banh, chạy lên quanh mua quá trời luôn, mua đâu 20 bộ mà về không mặc được. Tại vì không vừa, mà thích mua, tại vì đồ sale. Bị cuồng rồi, bị cuồng rồi. Sau ra thì cô nhân viên có nói là phải chiêm qua anh tới đi là sale tới 70% nữa. Chắc anh khóc luôn. Anh xỉu luôn. Còn em, giờ em sao? Tới lượt em rồi đó. Em ấy, cuồng đồ hiệu, cuồng hiệu. Thấy đồ hiệu là bắt đầu là không biết là mắt mũi mắt là... Mắt chưa o, miệng chưa a dạ, đó. Đúng rồi, đó là đầu óc quay. Nó là trời ơi, em nhất định là em phải lấy được cái món đồ đó. Cái món đồ đó mà em không mua được thì em sẽ... chụp hình nó lại, em sắp nhang nó, khi nào nó giảm giá em sẽ mua nó cho bằng được. Trời. Làm hết hồn hoài. Mua không được là về thắp nhang đó hả? Mà nó có sale không? Cuối cùng nó có sale không? Không sale. Nó vẫn sale nhưng mà em không mua được luôn. Nó chỉ là một cái điểm nhỏ thôi anh. Còn gì nữa? Cái mà nhược điểm mà ghê gớm nhất là rất là lì lợm. Sai cũng không giờ nhận đâu. Như là cô ấy biết cô ấy sai, tự động cô ấy sửa thôi, chứ còn người khác nói là cãi cho tới cùng. Cả khi nào thắng thì thôi. Nhưng mà cuối cùng thì em vẫn bị khuất phục. Tại vì em thương quá. Em vẫn nhường. Rồi kể tiếp đi, còn tật gì nữa không? Lúc mà anh nhớ em chở cổ ra sân bay á, là trước khi đó là hai đứa có kéo đi ăn nhậu. Tức là em coi thử là cô này là dân xây dựng, vậy thì có uống được không? Em thử xem như thế nào. Em dẫn đi ăn lẩu bò. Em thì em chả uống được bao nhiêu cả. Em uống chỉ được vài lon thôi. Nhưng mà em lấy le mà em ráng uống 3-4 lon gì đó. Là em chánh choáng rồi đó. Là em không nhìn thấy đường rồi đó. Cô uống một lon, hình như hơn một lon thôi. Cái cô nói là em say quá rồi, em không thấy đường về. Anh chở em về đi. Mà sau đó thì lộ ra là cô này là em không phải là đối thủ, là tuổi tác gì hết. Tức là nhậu dữ dằn luôn. Dạ. Uống được mấy lon? Em đến giờ em vẫn chưa biết giới hạn vợ em là bao nhiêu lon nữa. Tại vì em toàn là gục trước không à. Gục trước thì đâu biết đâu. Đi gục trước. Nấu đồ nhậu rất là ngon cái gì. Nấu đồ ăn thì bình thường nhưng mà nấu đồ nhậu rất là ngon. Rồi giờ mong muốn và em thay đổi điều gì? Em thì
mong muốn vợ em là nghe lời em hơn chút, đỡ lì lợm hơn chút là được, với lại đỡ ghen vớ vẩn hơn chút. Là vậy là em mừng lắm rồi, em thương lắm rồi. Em chỉ cần vậy thôi. Với lại bớt, bớt cùng cái đồ mà đồ hiệu mà nó sell xuống một chút anh. Bớt thấp nhang đi. Vì đồ hiệu nó sẽ không bao giờ nó sell. Rồi, em thấy em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Em muốn ông xã em thì gọn gàng hơn một chút. Với lại anh tắm kỹ hơn chút, tắm lâu hơn chút. Thực ra vợ chồng tụi em dễ thương quá trời. Quá luôn son. Chưa có em bé phải không? Dạ đúng rồi. Đó. Bây giờ đang tìm hiểu những cái gọi là điểm đáng yêu cũng như điểm chưa được đáng yêu lắm của nhau. Thì hai đứa phải trung hòa hai cái điều đó để mà có thể là thành một khối chuẩn bị đón em bé nha. Dạ em cảm ơn. Rồi xin cảm chào. Ơn chị.